Quý vị thường dùng chảo để chiên, xào với rất nhiều dầu mỡ. Quý vị nướng bằng những khay nướng đầy mỡ. Dầu mỡ nhiều khiến quý vị vô cùng e ngại mỗi khi chế biến các món nướng, chiên hay rán. Đó là vì quý vị chưa biết đến những sản phẩm nấu bếp hiện đại. Đó là vì quý vị chưa biết đến chảo lẩu điện ID. Quý vị hãy thử một lần chế biến thức ăn với chảo lẩu điện ID. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ rất hài lòng. Đây là một sản phẩm mới được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty điện cơ ID. Vì thế quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như chế độ bảo hành. Thời gian bảo hành lên đến 18 tháng, hơn hẳn nhiều sản phẩm cùng loại khác. Không chỉ khẳng định độ bền lâu của chảo lẩu điện ID mà còn khẳng định đây là ưu đãi vượt trội của chảo lẩu điện ID. Chảo lẩu điện ID là sản phẩm đa chức năng, quý vị vừa có thể thưởng thức món nướng thơm phức, món chiên giòn ngậy, lại vừa nhâm nhi được món lẩu ấm nóng, món xào ngon miệng, thật là quá tuyệt vời. Chảo lẩu điện ID có 3 tính năng chính là rán, nướng, nấu lẩu, nên có thể dùng chảo lẩu điện ID để thay thế các loại nồi chảo truyền thống. Chảo lẩu điện ID được thiết kế với 2 lòng chảo tách biệt. Một lòng chảo chuyên dùng để nướng, chiên được đúc bằng nhôm cao cấp tốt cho sức khỏe, giúp hấp thụ nhiệt nhanh, giữ nhiệt lâu, vì thế sẽ tiết kiệm điện năng đáng kể khi đun nấu. Một lòng chảo chuyên dùng để ăn lẩu và chế biến các món xào. Với khả năng đa dạng, vừa chế biến được món xào, vừa nấu được lẩu, quý vị hẳn sẽ thấy rất tiết kiệm được đồ dùng nấu bếp. Chảo lẩu điện ID có nắp vung bằng kính cường lực giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bơm phát nhiệt nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản hiện nay, với chức năng gia nhiệt nhanh, bền đẹp, tiết kiệm điện, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài. Chảo lẩu điện ID gồm có 3 tính năng chính: nướng, rán, lẩu. 2 lòng chảo chuyên biệt, nắp phun cường lực, mâm phát nhiệt nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, bảo hành tới 18 tháng. Không chỉ đem đến món lẩu nước truyền thống, khi sử dụng chảo lẩu điện ID, quý vị còn được thưởng thức món lẩu nướng hiện đang được rất nhiều người ưa thích. Quý vị có thể nướng tất cả các loại thực phẩm mà mình thích như là thịt gà, thịt bò, hải sản và các loại rau củ quả. Món nướng thơm phức chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Nào quý vị hãy cùng thưởng thức món nướng với chúng tôi. Thịt nướng, cá nướng, tôm nướng, rau củ quả nướng. Hãy đặt chúng vào chiếc chảo ID này. Chỉ vài phút thôi là chúng sẽ chín. Hãy nhìn xem, món nướng đã có thể ăn được ngay rồi. Còn chần chừ gì nữa mà không gắp chúng lên và thưởng thức. Hương vị đậm đà, mùi vị thơm phức lại còn được nướng bằng chảo lẩu điện ID, không tốn dầu mỡ, sẽ là lý do tuyệt vời khiến quý vị thường xuyên làm lẩu nướng ngay tại nhà. Trước đây, để làm lẩu nướng quý vị cần khay nướng. Quý vị muốn thưởng thức lẩu nước thì cần nồi lẩu. Thật là linh kỉnh và không phải gia đình nào cũng có đủ cả khay nướng và nồi lẩu. Chảo lẩu điện ID đáp ứng cả 2 nhu cầu trên của quý vị. Với chảo lẩu điện ID, quý vị vừa có thể làm lẩu nướng, lại vừa có thể làm lẩu nước. Sau khi dùng xong món nướng, chỉ cần nhấc chảo chiên nướng ra, rồi đặt chảo chiên nấu lẩu vào. Vậy là quý vị đã có thể tha hồ chế biến món lẩu nướng và lẩu nước cùng lúc. Thật vô cùng đơn giản và tiện lợi. Chảo lẩu điện ID được rất nhiều bà nội trợ tin dùng, chắc hẳn là phải có lý do. Quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá những lý do rất quan trọng giúp cho chảo lẩu điện ID có mặt tại rất nhiều căn bếp hiện nay. Điểm nổi trội của chảo lẩu điện chính là chất chống dính được phủ theo công nghệ châu Âu trên dây chuyền tự động. Trước đây để rán hay chiên, quý vị cần phải cho từng này dầu mỡ vào mới có thể làm chín thức ăn. Chúng làm cho món ăn ngấm nhiều dầu mỡ sẽ gây nguy hại cho vòng eo và sức khỏe của quý vị. Nhưng nếu quý vị chiên hay rán bằng chảo lẩu điện ID, quý vị chỉ cần một ít dầu mỡ như thế này, món ăn vẫn chín ngon mà lại đảm bảo món ăn không bị ngấm quá nhiều dầu mỡ. Quý vị đang ăn kiêng, giảm cân, giữ cân thì chảo lẩu điện ID thực sự quá cần thiết để quý vị vừa ăn ngon lại vừa giữ được vóc dáng. Quý vị thường cùng cả nhà thưởng thức món lẩu gà, lẩu thập cẩm hay lẩu hải sản ưa thích. Vậy chảo lẩu điện ID chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể thiếu cho gia đình quý vị trong mùa đông năm nay. Chỉ cần cho nước dùng vào nồi lẩu, bật điện, đợi khi nước sôi rồi cho thức ăn vào nồi. Đến khi thức ăn chín là quý vị đã có thể thưởng thức một nồi lẩu ấm nóng và đặc biệt thơm ngon. Còn tính năng nướng của chảo lẩu điện ID sẽ không khác gì đồ nướng trong các nhà hàng, xua tan nỗi lo ngại về lượng dầu mỡ dính trên bếp nướng khó vệ sinh tẩy rửa. Với chiếc chảo lẩu điện ID, việc vệ sinh sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bữa nướng của gia đình bạn sẽ trở nên thật nhẹ nhàng và thú vị. Giữ chọn hương vị tự nhiên, đảm bảo chất dinh dưỡng cho món ăn là những trải nghiệm mà khách hàng ưng ý nhất với chảo lẩu điện ID. Chảo lẩu điện ID có cấu tạo đơn giản và dễ dàng sử dụng ở bất kỳ đâu mà bạn muốn. Nút điều chỉnh công suất, nút điều chỉnh nhiệt độ có thể tăng giảm nhiệt độ theo ý muốn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thức ăn chín đều mà bạn không phải đợi quá lâu.
Nút điều chỉnh nhiệt độ còn giúp bạn và gia đình tiết kiệm điện hơn các sản phẩm cùng chức năng khác. Ngoài ra, chế độ tự ngắt khi bếp đã quá nhiệt đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chảo lẩu điện ID gồm có 3 tính năng chính: nướng, rán, lẩu, 2 lòng chảo chuyên biệt, nắp vùng cường lực, mâm phát nhiệt nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, bảo hành 18 tháng. Quý vị có thể dùng chảo lẩu điện ID cho những bữa sum họp gia đình, tụ họp bạn bè. Sự tuyệt vời của chảo lẩu điện ID chắc chắn sẽ gắn kết gia đình quý vị cùng những bữa ăn ấm cúng. Bên cạnh chảo lẩu điện ID, công ty điện cơ ID còn có một sản phẩm khác cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, đó chính là ấm siêu tốc ID. Chúng ta có thể uống nước lọc, nước hoa quả, cà phê, các loại canh. Nước đun sôi có tác dụng diệt khuẩn tốt nên chúng tôi muốn gửi tới quý vị ấm đun nước siêu tốc ID. Ấm siêu tốc ID được làm bằng chất liệu inox 304 sáng bóng, chịu nhiệt, chịu va đập nên rất bền. Inox 304 là loại inox phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Inox 304 chiếm đến 50% lượng thép không gỉ được sản xuất trên toàn cầu. Inox 304 thể hiện được khả năng chống ăn mòn tuyệt vời khi tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nhau. Inox 304 có khả năng chống gỉ trong hầu hết ứng dụng và rất vệ sinh. Inox 304 thể hiện khả năng oxy hóa tốt ở nhiệt độ 870 độ C và tiếp tục khi lên đến nhiệt độ 925 độ. Ấm có công suất 1.500W, sử dụng điện áp 220V, đun sôi chỉ trong vòng 5 phút, đặc biệt tiết kiệm năng lượng khi sử dụng. Thân và đế được thiết kế xoay 360 độ, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Bên cạnh những chức năng tiện dụng cũng như kiểu dáng đẹp mắt, một yếu tố được ưu tiên hàng đầu của ấm siêu tốc ID là ấm được làm bằng chất liệu inox cách nhiệt, nên quý vị sẽ thấy an toàn khi sử dụng, đặc biệt an toàn với trẻ em. Chỉ cần đổ nước vào ấm, ấm sẽ tự động ngắt khi sôi. Đặc biệt, ấm còn có chế độ tự động ngắt điện khi ấm không có nước, nên quý vị sẽ không còn lo ấm bị cháy trong trường hợp quên đổ nước vào ấm. Ấm siêu tốc ID, công suất 1.500W, điện áp 220V, đun sôi trong vòng 5 phút, chất liệu bằng inox 304, thiết kế xoay 360 độ, an toàn với trẻ em. Ấm siêu tốc ID có nhiều màu sắc cho quý vị lựa chọn như màu cà phê, xanh cốm, xanh vàng. Ấm siêu tốc ID được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty ID nên quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Ấm siêu tốc ID gồm có 3 loại dung tích: 1,2 lít, 1,5 lít và 1,8 lít. Quý vị hãy gọi điện đến TV Shopping để đặt mua chảo lẩu điện ID và ấm siêu tốc ID ngay bây giờ để tận hưởng một cuộc sống hiện đại với hai sản phẩm vô cùng tiện ích.